Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thông tin đến cho các bạn những thuộc tính về một loại trang bị mới đang rất hot bên server Trung Quốc, đó chính là phi phong, mà chúng ta hay gọi đơn giản đó chính là áo tròn đó các bạn. Thì trong cái phi phong này nó sẽ có những cái thuộc tính gì được khảm vào và cái sức mạnh của cái phi phong này nó mang lại là gì, thì video hôm nay sẽ giải đáp cho các bạn. Đây thì bên server Trung Quốc này hiện tại trong cái cụm mình đang ở có 3 cái phi phong. Phi phong này nó theo mình quan sát nó có 2 tên gọi các bạn. Đối với nhân vật nam thì nó có cái tên gọi đó chính là cô Phượng Minh Vân đây các bạn, cô Phượng Minh Vân. Và đối với cái nhân vật nữ thì nó sẽ có tên gọi đó chính là Nam Phi Hồng Nhạn. Đó thì không biết cái này là do giám định nó ra cái tên đó hay là do nhân vật nữ mang vào nó sẽ có cái tên này. Thì mình thấy đa số là nhân vật nữ mang vào nó sẽ có cái tên là Nam Phi Hồng Nhạn, và nhân vật nam mang vào thì nó sẽ có cái tên đó chính là cô Phượng Minh Vân. Và cái phi phong này thì hiện tại chỉ bậc 1 thôi các bạn, và cấp yêu cầu của nó chính là cấp 100 đó. Nó cũng có những thuộc tính như là màu xanh lá cây, rồi màu xanh dương, màu tím cho đến màu hồng và cả màu cam luôn các bạn ạ. Đó chính là những cái phẩm chất của phi phong. Và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính, đó là sẽ giới thiệu cho các bạn những dòng thuộc tính trong cái phi phong này. Và cái phi phong đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn nó có những cái thuộc tính cực kỳ khủng khiếp ở đây. Đây cái phi phong, ngay cái phi phong này đầu tiên luôn các bạn ạ. Nhân vật đang chơi môn phái dương gia của chúng ta. Đây. Thì các bạn thấy là phi phong này nó sẽ được khảm tối đa đó chính là 5 dòng thuộc tính. Và cái dòng đầu tiên của cái nhân vật này đó chính là cái dòng tấn công 1390 điểm. Tiếp theo dòng thứ hai đó chính là dòng sát thương hệ thủy 1456 điểm. Ở đây mình sẽ dừng lại nói cho các bạn, đó là cái sát thương hệ thủy này khi mà nhân vật này đang chơi cái môn phái hệ kim. Như vậy cái sát thương hệ thủy nó có tác dụng gì hay không? Và mình trả lời với các bạn là có nha các bạn. Nó sẽ tăng tấn công cho nhân vật bằng với cái số điểm này. Chính xác là như vậy luôn các bạn ạ. Ví dụ như ở đây sát thương hệ thủy là 1456 điểm, như vậy nó sẽ tăng cho nhân vật này 1456 điểm tấn công. Đó, mình sẽ chứng minh cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một nhân vật tại server Việt. Rồi đây là một nhân vật ở server Việt Nam, và các bạn thấy mình đang cho đứng yên không hưởng bất kỳ một cái hiệu ứng búp nào nha các bạn. Các bạn thấy là với tấn công của nó hiện tại là 24.934 điểm. Đây nha các bạn, 24.934 4934. Rồi cái nhân vật này mình sẽ bỏ một cái sát thương thuộc tính khác ra. Nhân vật nó đang chơi đào hoa nha các bạn, và ở đây mình có một con bé Trương Phong có sát thương hệ thổ, mình sẽ bỏ ra nha các bạn, bỏ dấu check ra 175 điểm sát thương hệ thổ. Thì bây giờ các bạn thấy là mình sẽ tắt cái này, mình sẽ mở lại. Các bạn thấy là cái tấn công nó chỉ còn 24.759 điểm. Bây giờ mình sẽ lấy 24.000 này nha các bạn, mình sẽ trừ cho 24.759 điểm bằng 175, tương ứng với cái sát thương hệ thổ của cái nhân vật này. Các bạn thấy không? Như vậy rõ ràng là cái sát thương hệ nó sẽ tăng tấn công cho nhân vật của chúng ta. Rồi mình sẽ trở lại với cái nhân vật bên server Trung Quốc. Như vậy tiếp theo thì cái dòng thứ ba nó sẽ tăng cái sát thương hệ mộc 1476 điểm. Dòng thứ tư nó sẽ tăng cái sát thương thuộc tính lên là 1374 điểm. Như vậy là các bạn thấy là với 4 dòng thuộc tính này, với 4 dòng thuộc tính màu tím này đã tăng cho nhân vật này lên đến 5600 mấy điểm tấn công. Nó gần 6000 điểm tấn công, một cái con số cực kỳ khủng khiếp. Một cái số tấn công phải nói là quá lớn cho một nhân vật. Đây các bạn thấy là nó mang lại một lượng tấn công quá ghê. Mặc dù cái mức lực chiến của phi phong cộng vào nhân vật của các bạn không nhiều, chỉ mới 7000 lực chiến thôi các bạn, nhưng mà nó mang lại một cái lượng tấn công quá sức khủng khiếp, phải nói là quá khủng khiếp các bạn ạ. Ở cái dòng màu trắng cuối cùng này thì nó sẽ tăng cái thời gian bất lợi lên là 56 điểm. Đó, đây chính là cái phi phong đầu tiên, và đây là cái phi phong gọi là khủng nhất của cái server QQ1 này ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Tiếp theo cái phi phong thứ hai thuộc về nhân vật top 1, cũng là phẩm chất màu tím luôn các bạn ạ. Và cái phi phong này nó sẽ có những dòng thuộc tính đầu tiên cũng là tấn công. Rồi cái dòng thứ hai chính là bỏ qua kháng tất cả cơ bản. Dòng thứ ba chính là bỏ qua kháng tất cả. Rồi dòng thứ tư đó chính là cái phản đòn miễn thương. Và dòng thứ năm chính là cái sát thương hệ hỏa. Như vậy thì các bạn thấy là cái phi phong này cũng rất ngon khi mà nó mang lại một lượng tấn công khoảng 2.600 và trong đó có thêm một cái lượng sát thương hệ hỏa cho cái nhân vật chúng ta đang chơi một phái đào hoa. Ngoài ra nó còn có thêm bỏ qua kháng tất cả để tăng đam đây, nên là các bạn. Nhưng mà so với cái phi phong đầu thì mình cảm thấy cái này nó vẫn không bằng cái đầu tiên mình cho các bạn xem. Và chúng ta hãy để ý, nha các bạn. Để ý đối với cái nhân vật chơi dương gia nè các bạn. Thông thường dương gia là một môn phái tay cầm thương và mang cung trên người. Đây các bạn thấy nhân vật của mình đang chơi dương gia đây, tay cầm thương và mang cung trên người. Hay. Nhưng mà tại sao nhân vật này của chúng ta lại vừa đeo được thương vừa đeo được cung? Thì đây chính là cái hiệu quả đặc biệt khi các bạn sử dụng phi phong. Đấy nha các bạn. Còn đối với con đào hoa này thì cây cung nó vẫn cầm trên tay thì mình vẫn chưa giải thích được. Nhưng đối với nhân vật này thì các bạn thấy á, đó, không biết có phải là do cái ngoại trang, không phải do ngoại trang vũ khí đâu các bạn, tại vì nhân vật này sử dụng ngoại trang rất là bình thường. Thì mình đoán đó có thể chính là do cái hiệu quả của phi phong đã giúp cho cái việc những cái vũ khí này nó gom gọn lại với nhau. Tiếp theo cái phi phong thứ ba tại server này thì phi phong này thì nó hơi bị bình thường, nói chung là nó không xứng đáng với cái mức ngân sức bỏ ra để đấu được cái phi phong này các bạn ạ. Thì theo mình biết thì cái phi phong này hôm bữa mình quan sát đấu giá thì cái này đấu tới 5k7 ngân sức và tẩy ra được những dòng quá sức là cùi bắp luôn các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn biết những thuộc tính này, đó chính là sẽ tăng thêm cái kháng thổ 260 điểm, hồi phục sinh lực 70 điểm, thời gian bất lợi 82 điểm, rồi bỏ qua kháng tất cả 54 điểm. Cuối cùng đó chính là một cái dòng bỏ qua, hình như là bỏ qua cái phản đòn miễn thương hay là bỏ qua cái gì đó, mình không dịch cái dòng này ra nghĩa được các bạn. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Nhưng mà với những cái dòng ở phía trên chỉ có mỗi cái dòng đó là thời gian bất lợi 82 điểm là cái dòng này mình thấy có giá trị nhất. Còn những dòng còn lại thì mình thấy nó rất bình thường và rất không xứng đáng với cái phi phong này. Và cái phi phong này nó có phẩm chất màu xanh. Đó các bạn thấy không? Rất là bình thường, phải nói rất là bình thường so với hai cái phi phong đầu tiên mà mình cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ qua một cái server khác và mình sẽ cho các bạn xem những cái phi phong ở những cụm khác nó cũng có những chỉ số phải nói là rất là cao, rất là khủng khiếp cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cụm mã trụ QQ2 tại server Trung Quốc cho các bạn xem nha. Bên này có 3 cái phi phong phẩm chất rất là cao luôn các bạn. Rồi mình đã vào rồi thì bây giờ mình sẽ xem cái phi phong của cái nhân vật top 1 đầu tiên, nhân vật Võ Đan. Đây các bạn. Đây cái phi phong này nó có tới phẩm chất màu tím luôn các bạn ạ, màu tím. Đó, màu tím luôn rất là ngon. Và về cái việc những cái dòng tẩy luyện trong cái phi phong này và cái phẩm chất của phi phong từ đâu mà có thì theo giả thuyết được nhiều người đặt ra là những cái dòng tẩy luyện này có thể là chúng ta sẽ điều chế từ cái tù bộ bồn trong cái gia viên, hoặc là có thể dùng ngân sức hoặc là một cái vật phẩm gì đó để tẩy luyện cái phi phong, giống như các bạn tẩy đồng hành để ra được những cái kỹ năng đó các bạn. Đó thì theo mình đoán là như vậy, còn về thực chất chính xác nó như thế nào thì hiện tại web chưa có thông tin về những vấn đề này cũng như là chưa có cơ hội trải nghiệm trực tiếp, do đó chưa có thể thông tin được cho các bạn về cái vấn đề này. Thì rất mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng cập nhật trong cái thời gian tới. Về cái phi phong này thì nó sẽ tăng cho nhân vật này, đó chính là tấn công 899 điểm, tiếp theo là kháng tất cả 271 điểm, rồi kháng sát thương 9%. Cái dòng này không rõ có phải là kháng sát thương không nha các bạn, mình dịch nó ra như vậy không biết có phải hay không. Rồi tiếp theo là phản đòn cận chiến 8%, bỏ qua kháng tất cả 37%. Thì chung quy lại thì cái phi phong này mặc dù cái phẩm chất là màu tím nhưng mà những cái thuộc tính trong phi phong thì nó mang lại chưa phải gọi là cao so với cái phi phong đầu mình cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn thấy là ở đây có một đặc điểm. Đây các bạn thấy là đây là môn phái Võ Đan. Võ Đan thì thường cầm kiếm bên tay trái, nhưng đây cái kiếm lại mang trên lưng. Đây, điều này cũng có thể giải thích được là do cái phi phong nó sẽ hỗ trợ cho nhân vật chúng ta mang được thanh kiếm trên người đây các bạn. Đó. Rồi tiếp theo một cái phi phong thuộc về nhân vật đào hoa đây các bạn. Đây. Phi phong này cũng có phẩm chất màu hồng. Và những cái thuộc tính của phi phong này nó sẽ như sau. Nó sẽ tăng cái phản đòn cận chiến là 1373 điểm. Tiếp theo là sát thương hệ thủy 1724 điểm. Rồi tấn công 1384 điểm. Tiếp theo đó chính là cái kháng thời gian thuộc tính 208 điểm. Và sát thương hệ hỏa đó chính là 1418 điểm. Thì các bạn thấy là cái phi phong này cũng rất là ngon đúng không các bạn? Nó tăng tấn công khá là nhiều, cũng như là cái kháng thời gian thuộc tính 208 điểm. Nó chỉ có cái dòng đó là phản đòn cận chiến điểm, thì cái dòng này nó không phải là một dòng ngon, nhưng mà những cái dòng còn lại thì rất là ngon. Và đây cũng là một nhân vật nữ, và cái phi phong có cái tên đó chính là Nam Phi Hồng Nhạn các bạn. Đó, Nam Phi Hồng Nhạn. Tiếp theo một cái phi phong thứ ba trong cái server QQ2 này, mình sẽ cho các bạn xem thuộc về nhân vật đoàn thị của chúng ta đây các bạn. Đây, nhân vật đoàn thị mang cái phi phong rất là xinh luôn các bạn, rất là xinh. Thì nhân vật đoàn thị này sở hữu những dòng thuộc tính cũng rất là ngon. Đầu tiên đó chính là cái sát thương hệ mộc. Tiếp theo cái dòng màu trắng này thì mình dịch không sát nghĩa được, không ra nghĩa được, do đó các bạn thông cảm giúp mình. Cái dòng thứ ba đó chính là cái dòng sát thương hệ thủy. Dòng thứ tư chính là dòng sát thương thuộc tính, và cái dòng thứ năm đó chính là tỷ lệ thuộc tính. Như vậy thì cái phi phong này cũng mang lại một lượng tấn công rất lớn cho nhân vật của chúng ta. Đây các bạn. Thì nhìn chung lại là những qua 6 cái phi phong mình cho các bạn xem nãy giờ, thì phần lớn những phi phong nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái tấn công, sát thương thuộc tính, rồi sát thương theo hệ, rồi phản đòn miễn thương, rồi thời gian thuộc tính, rồi kháng thời gian thuộc tính, rồi tỷ lệ thuộc tính đó, rồi kháng theo hệ nữa các bạn, kháng theo hệ nữa. Nói chung là rất nhiều thuộc tính ở trong cái vi phong này, nhưng mà mình cảm thấy những cái thuộc tính mang về cái tấn công là những cái thuộc tính có giá trị trong cái phi phong này. Rồi hiện tại thì thông tin về phi phong thì mình sẽ chỉ cập nhật được cho các bạn ở bao nhiêu đây. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cái cách để có được những cái dòng thuộc tính này sẽ là tẩy luyện như thế nào, hoặc là chuẩn bị như thế nào, những cái phôi nào để có được, hoặc là chúng ta sẽ tẩy từ ngân sức hay chăng. Đó là những cái giả thuyết được đặt ra, thì mình sẽ cố gắng cập nhật cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái hoạt động mới. Hôm nay đã mở bên cái cụm server Trung Quốc, đó chính là cái hoạt động thiên cơ mê trận các bạn ạ. Thiên cơ mê trận thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái hoạt động này, cũng như là cách thức để các bạn tham gia hoạt động này trong cái video sau. Nếu các bạn nào quan tâm đến hoạt động này cũng như là những video mình sẽ up trong thời gian sắp tới, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mình phát hành nha các bạn. Rồi video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.